Hôm trước chúng ta đã làm đến cái phần hiển thị cái nút General Select này ở đây rồi. Thì hiện tại chúng ta đang để cái giá trị của cái title vào luôn cái giá trị của thằng URL Select này đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ update nó. Thì update bằng cách nào? Thì chúng ta sẽ logic của chúng ta sẽ làm như sau này. Logic là sẽ như sau. Khi sinh ra title, khi sinh ra title, cái sắc này chúng ta chưa có cái gì cả. URL là chúng ta có thay đổi cái đoạn title này, chúng ta cũng không thay đổi gì cái phần URL này. Sau đó này, bao giờ người ta tiến hành là xếp dữ liệu xuống, có nghĩa là có thể là update hoặc có thể là insert, biết là người ta xếp xuống. Khi mà biết title xong này, người ta sẽ bấm vào đây, bấm cái loop là sinh ra slug này. Thì chúng ta sẽ làm cái việc gì? Thì sẽ dùng jQuery. Dùng jQuery bắt cái sự kiện một là bắt cái sự kiện click của cái button generate kia. Sau đó cái việc thứ hai lấy giá trị của cái title, chính là cái này, lấy giá trị của cái này. Sau đó chúng ta sẽ gửi. Bước 3 là gửi ASAP, sử dụng ASAP để gửi một cái request lên trên server và sau đó gửi lên một URL nào đấy, gửi lên một URL nào đấy, truyền cái tham số là cái text kia lên, text của cái thằng title này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là 4 đúng không, chúng ta sẽ generate ra một cái string. Nó đảm bảo hai cái, nó đã sẽ đảm bảo chúng ta hai cái tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất là loại bỏ hết, loại bỏ hết ký tự đặc biệt, bao gồm cả dấu cách lẫn cả tất cả các dấu. Cái tiêu chí thứ hai của URL này là không bao giờ bị trùng, trong hệ thống của mình. Chúng ta sẽ làm cái việc đấy. Sau đó cái bước tiếp theo là 4 là trả về cho JS, và sau đó là sử dụng JS để ném vào, để đưa, để append cái content, cái đoạn text trả về từ cái server đưa vào trong cái code này. Thế là xong, hiểu không? Đấy là cái logic chúng ta sẽ làm. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Thì trước hết mở cái giao diện đi ra. Đâu ta? Research này, view này, admin này, post này, form blade này đúng không? Đây rồi, form blade. Thì ở dưới này chúng ta hôm trước chúng ta đã có script và CK editor xong rồi. Thì tôi ngó lại cái layout một chút. Admin blade kéo xuống dưới cùng. Chúng ta có một cái section là JS đúng không? Hay chúng ta có thể để đây là new cũng được. New JS cũng được. Đỡ lằng nhằng. New JS. Ở dưới cùng của trang ấy. Dưới tất cả các thể loại thư viện. Dưới cùng luôn nhá. Được chưa? Vào đây chưa đâu? Thêm này vào chưa? Thêm cái new này vào chưa? Rồi, ok. Tiếp theo mở cái form ra. Chúng ta ở phía dưới này chúng ta thêm một cái section nữa. Đó section về JS. Ở trong này thì chúng ta viết theo script như bình thường. Và ở đây chúng ta có thể dùng jQuery. Thì chúng ta viết là $a:document.ready function. Ở đây chúng ta sẽ viết là nếu có button kia là button gì ta? Thẻ button slug đây rồi. Đây tôi để cho nó một cái ID nhá. ID bằng generate slug. Button có ID là generate slug. Chúng ta sẽ có cái đô la thằng generate slug.on
click function. Đây. Bây giờ chúng ta tiến hành là lấy cái giá trị gì ấy? Lấy cái giá trị của cái name hoặc cái title của bài viết ra ngoài đã. Tính sau. Cứ console log đã. Console.log ra log cái gì? Thì cái input title này, text title này. Name bằng title, ID bằng title đây rồi, cái này. ID bằng title này. Chúng ta sẽ lấy ra console log đô la thằng title.van. Console ra cái này. Để lấy ra được cái giá trị của cái biến tay của cái giá trị của cái title đang có. Chúng ta sẽ có như sau, refresh. Bật F12 lên. Ôi giời ơi, cái gì đây? Function. À, tôi viết sai chính tả cái chữ function. Function. Rồi. Đây là thiện th say something. Ví dụ như này chẳng hạn. Generate. Bấm vào console. Được chưa? Lấy được text rồi này. Sau đó chúng ta gán cho nó một cái biến. Và title bằng cái này. Rồi bây giờ bắt đầu gửi Ajax. Gửi Ajax này thì gửi đi đâu? Gửi cho ai? Thì gửi cho ai thì tất nhiên chúng ta cũng phải có cái URL cho nó. Chứ không phải là gửi linh tinh được. Đúng không? Thế vậy thì chúng ta sẽ có tạo ra một cái URL từ cái dashboard. Vào root này. Vào dashboard.php này. Xong đến đây chưa? Rồi, làm đi. Xong đến đây đi đã. Chúng ta tiếp tục.
Ok. Hả? Update cái gì? Update cái URL hả? Là sao? Có chứ? Không chưa? Có lưu rồi, có update chứ. Không nhớ. Tiếp tục này. Chúng ta cần cái URL đúng không? Chúng ta có dashboard.php. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái URL nữa là root 2.2.get. Để ra ngoài cũng được, chả vấn đề gì đâu. Root 2.get. Trong này string là generate URL, generate slug cũng được. À quên nhầm, cái này là post. Man đây mà. Function. Đây là request. Đây là request. Đặt cho nó một cái name. Name là generate chấm slug. Này có request chưa? Này chưa có request à? Chúng ta sẽ vào phần app http controller admin category illuminate request use trong này. Rồi đây, function request. Sau đó chúng ta sẽ return ra cái request trở đến input là title. Trả về đúng cái string này. Tạm thời thế đã. Tí nữa tính sau. Nhớ là cái phần request này phải use illuminate HTTP request nha. Xong chưa? Nhìn thằng Hoa khổ nha. Sao đây? Được chưa? Vào trong một cái controller nào đấy mà copy ra. Xong chưa? Tiếp tục này. Tiếp tục nhá. Rồi. Ở cái form này chúng ta tiến hành là $azat. Trong này một cái array
bạn dắt này, chúng ta có cái URL. URL bằng bằng cái gì có biết không? Tôi thử phát này có được không nhá? Root string ở trong này nó là cái generate chấm slug. Method post data là một cái gì sao? Title, nó mang giá trị của biến title ở đây. Data type đúng nhỉ? Data type đúng không? Đi săn. Chúng ta có succeed. Nó là một cái function nhận giá trị response trả về RP. Đặt debugger ở đây. On error function xhr error msg debug ở đây. Đây là cái ajax của chúng ta. Tất nhiên khi trước khi gửi chúng ta phải check choác chán chê đi. Nếu mà có cái generate cái title nó không có giá trị thì chúng ta cũng không gửi làm gì cả. Nhớ thì phải lưu ý check cái này. Mobile nó phải chạy máy ảo cho nên nó chạy rất là lâu, máy nó không đủ khỏe chạy rất lâu. Xong nhá. Đỗ.
Được chưa? Test nha. Refresh cái này. À lỗi rồi. Lỗi gì đây? À vẫn sinh ra URL nhưng chúng ta thiếu cái string. Rồi. Localhost dashboard generate slug các thứ. Bấm vào đây. Chạy vào debug rồi. Error là gì? Internal server error. Trả về chứ không trả về cái gì à? Nó network này. Generate slug này. Method not allowed. Token mismatch. À, chờ tí. Chúng ta sẽ có thêm cái này. Data đấy đúng không? Chúng ta có cái token. Nó bằng một cái string. Đây là CSV generate token nha nhỉ. Laravel generate CSRF token. Mạng dạo này ở đây rất chậm nhé. Không hiểu vì sao luôn. CSRF token. Nó mở ngoặc như này thì phải. Nếu mình nhớ không nhỉ. Đây rồi, đúng không? Ta gửi. Generate. Lỗi gì nữa đây? Generate slug này. Trả về này. Nó có response đấy chứ. Nhưng response không phải dạng gì săn. Thì cái này là do lỗi của chúng ta ở trên này. Tôi sẽ có như sau. Resun response trở đến JSON. Trong này là một cái array slug bằng request input title. Làm lại. Rồi chạy vào đây rồi. Chúng ta có cái rp bằng slug bằng một cái đoạn string gửi lên thành công. Bây giờ chúng ta test đi xem có được không. Update cho tôi cái response này. Respond, return ở trong cái post ấy, generate slug ấy. Return, response trở đến JSON. Ở trong là một cái array gồm key là slug. Có cái value là request input title. Xem nó trả về không. Nó chạy vào debug, nếu nó chạy vào debug của cái succeed ấy thì là đúng. Nếu mà không chạy vào thì là có vấn đề. Được chưa? Bây giờ chúng ta update cho tôi này. Cái đoạn này này. Cái đoạn title này này. Chúng ta sẽ có một cái biến ở đây. Có cái biến là slug bằng. Ở trong Laravel chúng ta có một cái hàm helper giúp chúng ta sinh ra slug. Đó là cái str gạch dưới slug
nhá. Truyền vào cái request input file, phẩy một cái, ở trong này là một string chứa cái ký tự gạch ngang chấm phẩy. Tiếp theo cái slug này, cái biến slug nó sẽ cộng chuỗi với một cái string chứa dấu gạch ngang và cộng thêm với cái unique ID là gì nhỉ? PHP unique ID. Chán vãi cái đấy. Yeah. Chờ tôi tí. Unique ID đúng không? Đây, chúng ta cộng với Unique ID, đây cái hàm này. Và chúng ta return ra cái biến slug này ở trong cái đoạn giá trị. Và bây giờ chúng ta sẽ tự động có một cái URL không bao giờ bị trùng, bởi vì cái hậu tố phía sau nó sinh ra cái Unique ID, một cái string không bao giờ bị trùng nhau. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sinh ra kiểu theo dạng là Unique ID hoặc là get cái micro time cũng được. Micro time thì sẽ không bao giờ bị trùng. Thì chúng ta test lại một lần nữa. Xong đến đây chưa nhỉ? Đô. Yeah. Rồi, test. Ra ngoài này refresh cái đã. Tính tiếp. Rồi tôi để đây là Đặng Văn Đô. Học giỏi nhưng học lại hai môn. Ví dụ như này. Bây giờ chúng ta generate. Chúng ta nhìn thấy cái response slug này. Đặng Văn Đô, Đặng gạch ngang Văn Đô học giỏi nhưng học lại hai môn gạch ngang. Đoạn cuối nó giúp chúng ta không bị trùng. Yeah. Ok, pass qua một cây là không có chữ tiếng Việt. Bởi vì chúng ta làm báo là tiếng Việt mà. Cho nên chúng ta phải test cả cây tiếng Việt nữa. Thử phát nha. Đặc Văn Đô học dốt nhưng chỉ phải học lại hai môn. Khác nhau mà. Generate slug. Sao rồi? Vẫn thế đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta đã có URL. Xong, cái việc còn lại là ném nó vào trong cái chỗ này thôi. Bây giờ làm. Các bạn test đi. Các bạn test trước đi đã. Xem có ra được không? Hả? Đi Sơn xem ở đâu? Đây à? Đây.
gì? Mình vừa thăm đó. Thank you.
Rồi. Tiếp tục này, chúng ta sửa lại cái đoạn này một chút. Đó là console.log ra cái MSG. Ở đây chúng ta đã có response debug rồi. Thì chúng ta ở trên cái đoạn title ấy, đây input này, nó có cái ID là slug đây đúng không? Yeah. Đây nó có ID là slug này. Input có cái ID là slug. Lúc đầu đang lấy cái model trở lên title đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ sửa lại nó. Đây là đô la dấu thăng slug chấm van rp chấm slug xong. Tức là sao? Tìm đến cái element có ID là slug. Sau đó sửa lại cái giá trị của hiện tại của nó trở thành cái giá trị của cái response chấm slug. Nó chính là cái giá trị trả về ở cái đoạn lúc nãy đây này. RP slug đúng không? Bây giờ lấy cái string này ra thì chúng ta rất dễ thôi, đó là RP.slug. Được chưa? Thì gán nó vào đấy, gán nó vào trong cái giá trị của cái biến slug này là xong. Xong nhá.
tệ. Đặng Văn Đô học dốt. Rồi. Nhá. URL này. Xong chưa? Đó, có mỗi thế thôi. Sau đó chúng ta xếp xuống. Xếp xuống thì bây giờ chúng ta làm nào? Xếp xuống để sinh ra cái slug này. Làm nào? Đây. Chúng ta có như sau, sau khi xếp xuống thì cái title sẽ lên trên đúng không? Cái title sẽ được đẩy lên trên để xếp đúng không? Tất nhiên chúng ta phải validate cho nó. Không thể nào mà để nó tơ hơ toàn hoác này được, đúng không? Thì nó chúng ta đã có cái post form request đây rồi đúng không? Chúng ta sẽ làm tiếp. Ngoài cái title ra chúng ta có cái slug. Slug. Cho nó đến. Đây là cái array như vậy. Trong này là require. Cái thứ hai. Cái thứ hai là rule. Hai chấm unique. Cho bảng gì biết không? Bảng gì? Bảng slug chứ bảng gì? Yeah. Bảng slug. Trỏ đến. Ignore. Như bình thường thôi. This. Trỏ đến. Get. ID. Bỏ qua khi nó trong trường hợp có ID. Được chưa? Xếp xuống. Update cái này đi. Sau đó sao? Đây là pass qua, trong trường hợp nó pass qua cái này rồi. Trong trường hợp nó pass qua cái này rồi, nó sẽ vào post controller và hàm xếp đúng không? Vào post controller này. Chúng ta có cái hàm xếp này. Thì ở đây trong trường hợp đã có new model rồi, chúng ta sẽ tiến hành xếp dữ liệu xuống trước. Xếp cái thằng model này xuống trước. Sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm, lấy ra cái model ID. Đã có model ID này, chúng ta sẽ đầu tiên là có cái slug object chẳng hạn. Slug object chẳng hạn. Nó sẽ bằng, à chưa, cái quên mất chúng ta chưa có model về slug nhá. Bây giờ tạo ra một model để đại diện cho bảng slug đã. Thì là tôi cd vào trong cái bảng, trong cái project đã. PHP artisan make model slug. Xong. Nhầm. Đưa vào trong thư mục model nữa. Sorry các bạn. Model slug. Xong rồi. Đây, slug model chúng ta. Chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Public cái protected table nhỉ? Protected A còng table này đúng không? Bằng bảng slug. Xong. Hết phim, mỗi vậy thôi. Sau đó post controller thì chúng ta phải use thêm cái thằng slug kia nữa. Xong. Thì ở dưới này chúng ta sẽ có cái slug object. Slug object nó sẽ bằng slug hai chấm hai chấm where. Where có cái model. À quên, where cột cột gì nhỉ? Tôi coi lại cấu trúc của bảng slug đã. Slug có entity type, entity ID và slug đúng không? Thì là entity type tương đương với model trỏ đến bằng post đâu rồi, model post trỏ đến đây, static entity type này, model 2.2 entity type and where
Anywhere. À đâu nhỉ? Select object. Ok, đúng rồi. Cột này là cột MTT ID. Phải Model chọn đến ID và first. Đấy là first. If slug object, nếu mà có cái đối tượng slug này thì chúng ta sẽ có cái slug object trỏ đến slug, trỏ đến cột slug đúng không? Cái cột này nó sẽ bằng với cái biến cái request trỏ đến input, cột là cột slug. Xong L thì chúng ta có cái slug object bằng new slug, có cái slug object này trỏ đến entity type bằng model ... $entity type slug object trỏ đến entity id bằng model trỏ đến id và có cái slug object trỏ đến thằng này, tôi để là else. Chờ chút nha. Nếu mà không có thằng này thì chúng ta mới có slug object bằng new. Đây. Và slug object nó sẽ bằng request input string. Cuối cùng chúng ta tiến hành là slug object trỏ đến save. Xong. Bây giờ test cái nhá. Đầu tiên này, chúng ta save như bình thường cái đối tượng post của chúng ta này. Sau đó chúng ta tiến hành save, tiến hành kiểm tra xem ở trong cái bảng slug có tồn tại cái slug nào dành cho cái entity là post và có với cái entity ID là như thế này hay không. Nếu mà có rồi thì lấy ra cái đầu tiên, và nếu mà không tồn tại cái slug object được trả về từ cái này thì chúng ta sẽ có slug object bằng new slug. Sau đó cái slug object gắn cái giá trị entity type bằng model của cái entity type là cái static variable. Tiếp theo là slug object entity ID, nó sẽ bằng model trở đến ID. Cuối cùng slug, cái giá trị của slug nó sẽ bằng request trở đến input slug và slug object save xuống dưới. Thì chúng ta sẽ tiến hành thử phát save xem có thành công hay không. Save. Ôi giời ơi. Unknown column ID. Cái gì vậy? Sao lại ID bằng 6 ta? Chờ một chút nha. Column not found. Unknown column ID where clouds. Ignore cái ID bằng 26. Ignore cái ID bằng 26. Hiểu rồi. Cái này là nó ở đây này. Lỗi nó ở đây này. Post form request này này. Root unit slug. Ignore this. Get ID này. Hả? Đúng rồi.
this and get. Đây. Ignore. Chờ tôi tí nhé. Laravel request. Ignore. Chắc chắn nó có cái trick như này. Lộc thê. Bạn với mẹo. Bạn search cho tôi cái từ Laravel request ignore đi. Nếu chúng ta có xem một cách nào fix nó không? Đây rồi. Ignore user. Đây rồi. Cho cột user ID này. Không, chúng ta dùng cách này cũng được. Very where account ID where entity ID bằng this cho đến get ID là cái query thứ nhất. Query thứ hai là entity type. Entity type nó sẽ bằng cái entity của thằng post. Đây này, entity post. Rồi thử xem có được không. Where. Rồi. Thử phát. Column update tật ớt. Pass có rồi đấy. Swap này có cái gì timestamp nhỉ? Category. Slap gì protected timestamp nhỉ? Loại bỏ cái update từ đất đấy. Tôi quên mẹ cái đấy rồi. Public timestamp. A cộng đô la timestamp này đúng không? Bằng false. Rồi xong. Tên bài viết vẫn là Đặng Văn Đô học dốt. Các thứ. Nhưng mà chúng ta xem ở trong này. Refresh. Slug. Đã tồn tại. Yeah, bây giờ tôi copy cái này lại lần nữa nhá. Copy này. Rồi tôi edit thằng khác. Edit thằng khác. Tôi paste này vào. Thử xem có pass nhá. Lỗi luôn. Duplicate entry. À đủ. Này là không được rồi. Đúng rồi, cái tôi vừa sửa này không được. Cái này không được. Unix log này. Where entity. À cái này không cần. Unix log. Cái này không cần. Unix slug thì đúng rồi. Nhưng mà cái đoạn sau này thì như nào nó biết là một nơi là khó này. Tôi xem lại cái đoạn này. Ignore. If you have your table use primary key column name other than ID. Ok.
biết như đầu hay ngay như sẽ làm trên được không? Từ từ chờ tí. Không được. Này à? Không được. Lỗi ngài. Ignore. Nhưng mà nếu mà chỉ để như thế này thì sẽ được. Sẽ được nhưng mà sẽ có vấn đề khác. Đây slug already been taken. Là cái slug đấy đã được sử dụng rồi. Nhưng cái này vẫn chưa đủ. Chưa đủ. Bởi vì category và trong trường hợp category và post bằng ID nhau vẫn được. Nói chung là vẫn được. Thế bây giờ slug ignore multiple không có nhá. Từ từ để tôi xem cái đoạn này này. Root unique với user where method for example add constraint verify the account ID bằng 1. Đây là additional rồi. Search cái con Laravel rule unique with one people primary key. Xem bọn này có cách nào giải quyết không? Kinh. Úi giờ. Rule. Đây rồi. Very well này. Request get này. Unique table unique provide barcode unique item provide ID null ID barcode unique email email address ID account ID. Có. Require unique.
Entity ID là lưu cái ID của cái bản của cái record cần đang cần update hoặc là save. Còn entity type là cái loại get hoặc loại post. Nó phải là tổ hợp của hai thằng đấy cơ. Chứ một thằng thì không đủ. Trỏ tiếp thì ignore xem có được nhá. Làm điều phát. Ignore này. Ignore thêm một phát nữa. Này nó là entity post entity type. Nếu phát này được nữa là ngon. Dọc, chết ngay. Phát vẫn phát qua. Được. Detail này, unique service detail, service ID, ignore root, ID, where function. Tôi nghĩ cái đoạn nãy đúng. Where này? Function. Get ID where query query where là entity ID for entity ID where entity type bằng với entity post. Hy vọng này đúng đâu nhỉ, bằng post đâu nhỉ. Rồi thử lại phát. Đấy, được rồi, xong. Xong con ông. Để copy lại này nha. Ok. Không generate nữa, xếp xuống. The slug has been taken. Bây giờ mình sửa một cái generate lại cái slug này. Xếp xuống, xếp thành công ngay lập tức. Được chưa? Bây giờ chúng ta update lại thằng này. Thứ hai đúng không? Xếp xuống. Vẫn xếp bình thường.
nhá, đúng là của nó thì chúng ta có thể xếp được xuống bình thường. Đây các bạn update cho tôi cái phần này, tôi sẽ giải thích logic của nó cho các bạn. Đây phần slug mà phần group unit cho phần slug. Truyền lên nó bằng với cái STD time. Yeah. Trong trường hợp thêm một điều kiện quen nữa vào đây, trong trường hợp là cái STD time nó bằng với cái STD post. Yeah. Tương đương với câu lệnh là select count from slug where STD ID bằng với cái ID gửi lên and NTT time bằng cái NTT time của boss. Nếu mà có thì bỏ qua. Cứ đẩy code lên nhá. Bây giờ còn một cây nữa. Đó là chúng ta vào trong này. Trong này. Đại học công nghiệp. Chúng ta generate lại slug. Thành một slug khác đúng không? Bây giờ xếp xuống. Lỗi ngay. Đây này. Thấy không? Đặng Văn Đô ID is new. Thế thì sao? Phải biết nó chết chỗ nào. Đoán thử nào Đô. Nó chết chỗ nào? Chết chỗ nào không biết đâu. Chết chỗ này này. Đây. Bạn xem này. Thử nhá. À, tôi sẽ lấy ra cái slug này. Cái này DD. Cái slug object. Có slug rồi đúng không? Nhá. Có slug rồi. Thế vậy có chạy được vào trong này không? Có chạy vào trong này không? Tôi đang check điều kiện sai này, có nhìn không? Để từ nãy giờ không có nào ý kiến gì, sợ thật. Nếu mà đúng rồi, để đúng rồi nào. Nếu mà không tồn tại slug. Đúng rồi. DD tiếp. Vẫn ra như vậy. Xong bây giờ cái slug object. Slug object. Xếp xuống lần nữa.
Đây đại học công nghiệp xong rồi nhá. Bây giờ sao slug object shape không được nhỉ? Ồ. Unknown column ID in where clause. Cái này lỗi ở đây. Không phải lỗi ở trong cái đoạn đấy đâu. Eloquent. Eloquent primary. Wow. Sao không có nhỉ? Laravel save. Này gặp toàn cây lạ. Đây. Ra. Chúng ta có slug này, chúng ta update cho tôi cái đoạn này thử xem có được không. Chờ thì check đã nhá. Thì chúng ta sẽ có primary key là entity id và entity type increment là phone, không xét tự tăng. Đây chúng ta xếp xuống, xếp lại. Dạ yeah. Illegal offset tie in reset or empty. Điền à? Offset tie. Entity tie entity ID. Đúng không ạ? Này thì tận 4.2.
không có đáp án đúng à? Illumin không support cái kiểu này. Chờ chút nhá, tôi sửa cái này phát. Slug when. Nếu mà không có object, tức là không xếp được, chúng ta sẽ có cái db. Làm kiểu này đi. Db 2.2.table slug trỏ đến insert. Insert trong này là một cái array, thử xem này có được không. Array là entity type mang giá trị của model entity type, entity id mang giá trị của model trong cái id và slug mang giá trị của request input slug. Rồi. Else. DB. Laravel. DB. Table update. Insert rồi này. Rồi. Update này. Bảng là bảng slug where entity type cái này. Để tôi thử tí nữa tôi sẽ update cái hàm cho các bạn cho nó tiện. Where cái nữa entity id ID update cột slug mang giá trị là request slug này. Xong chạy thử coi. Nhận ngay. Refresh. Được chưa? Học hai môn thêm cái đại học công nghiệp. Chúng ta refresh lại nhá. Hiện BH update generate này. Sau đó save xuống. Save bình thường. Ở trong này chúng ta refresh lại giá trị. Được chưa? Hiện BH update. Thì cách bần cùng bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới dùng cách này thôi nhá. Nhưng bởi vì cái thằng Laravel nó không support cho một cái bảng mà nó có hai cái primary key multiple. Cho nên và cái primary key của nó lại không phải là ID nữa. Cho nên chúng ta đành bắt buộc phải làm theo cách này. Đó là sử dụng query builder. Thì chúng ta có nhớ là phải use db này ở trên nhá. Các bạn nhớ này, phải use db này ở trên này. Được chưa? Sau đó ở dưới này chúng ta làm như sau. Làm như sau này. Ở đây chúng ta có db 2.2. Trong trường hợp mà không tìm thấy cái giá trị cái biến slug này. Cái biến slug này trả về null này. Được chưa? Trả về null tức là nó không có cái giá trị cho thằng này ở trong cơ sở dữ liệu dựa vào cái entity ID và entity type. Không tìm thấy thằng nào cả. Thì chúng ta tiến hành là db table slug thực hiện insert một cái array
array đây. Array bao gồm là entity type bằng model 2.2 entity type, tức là post bằng 1 hay 2 gì đấy tôi cũng nhớ. Tiếp theo cái thứ hai là entity id, tức là cái model của chúng ta, model id của mình. Được chưa? Và tiến hành thêm, xét thêm cái giá trị cho cái bảng, cho cột slug bằng cái request input slug. Được chưa? Cái thứ hai là db table slug này. Sau đó là where tìm select sound from slug where entity type bằng and entity id bằng, và tiến hành update cái cột slug bằng cái giá trị của request input slug truyền vào. Yeah. Và nó tự động, nó sau khi chạy công này tự động nó xếp vào db luôn. Thì chúng ta tiến hành update cái mớ này, sau khi insert chúng ta sẽ tiến hành update cái mớ này luôn bằng cách như nào. Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau, tự viết ra một cái hàm mới ở trong cái bảng model slug này, chúng ta tự viết ra một cái hàm mới, ví dụ như hàm public static save slug, ví dụ như này chẳng hạn. Đây, biến đầu tiên là biến entity type, biến thứ hai là biến entity id, biến thứ ba là biến slug. Thì ở trong này chúng ta làm cái gì cực kỳ dễ, đó là bê cái cục này vứt vào. Thì chúng ta cũng có slug object, nó bằng với slug where hoặc là cell, thôi để slug cũng được. Slug where entity type thì nó sẽ bằng cái biến entity type này đổ vào. Entity id bằng cái này đổ vào đây. Tiếp theo nếu không có slug object thì lại copy cái này về xuống. Entity id cho thằng này, viết một lần thôi, dùng nhiều lần. Thì còn lại cái input request slug đúng không, nó chính là cái biến này. Xong. Cái này là xong. Thì chúng ta nếu thích, chúng ta có thể là thực hiện try. Try ở đây. Bê cái này cương lên. Nếu mà thực hiện try thành công thì return true. Else là catch chứ. Try có catch. Đây là exception. Yeah, thì chúng ta sẽ thực hiện log 2.2 là error. Đây là cái trỏ đến get message và return cái false. Cái log này nó sẽ lưu vào trong cái chỗ này này. Cái này tôi chưa dạy các bạn, nhưng mà thực ra cái log ấy nó sẽ lưu vào trong đây. Variable log để biết ngày tháng năm nào, còn biết là nó lỗi gì thì hiển thị ra ngoài. Cái gì? Namespace. Dạ. Nó giống với cái use đây này. Dạ. Để cho chắc củ thì nên là có thêm cái sườn đằng trước này. Còn không thì bạn bỏ đọc hoặc bỏ qua cũng được. Nhưng mà tôi không chắc chắn là nó sẽ chạy đâu. Thì ở trong cái đoạn post này, ở trong cái post controller này, chúng ta sẽ bỏ cái phần này đi. Chúng ta tiến hành là slug 2.2 save slug, truyền vào đây là model 2.2 entity type model trỏ đến id và request chọn đến input là slug. Đây. Và cuối cùng redirect về root là xong. Tất nhiên chúng ta ở đoạn này nếu mà làm tốt, làm tử tế hơn, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra xem là nó có lỗi gì không. Nếu mà có lỗi gì thì sẽ tiến hành là trả về cho người dùng một message nào đấy, chứ không thể để như này được.
Nhưng mà cái đấy chúng ta sẽ làm sau ở trong cái phần hoàn thiện của website của mình. Được chưa? Thì chúng ta thử lại một lần nữa xem nó có chạy hay không. Update. Đặng Văn Đô. Jared Slack. Ôi giời ơi. Slack.php dòng 12. Slack.php dòng 12. À đây, state function. Còn thiếu cái này nữa. App model db not found. Rồi, chạy bình thường. Refresh. Đóng Văn Đô. Được chưa? Đây là cách chúng ta xử lý cho cái thằng này. Và tạo ra một hàm static để xử lý riêng cho thằng Slack của chúng ta. Bởi vì cái cách lưu trữ dữ liệu của nó hơi đặc biệt. Nó không có ID là primary key là ID, và nó có multiple primary key. Cho nên chúng ta phải xử lý theo cách đặc biệt của chúng ta thôi, chứ không dùng cách bình thường được. Thì tôi sẽ đẩy code lên nhá. Bạn xem có cái gì cần hỏi, đọc xem có gì cần hỏi thì hỏi luôn. Hoặc là cần phải giải thích thì hỏi tôi giải thích. Tôi update hàm Slack model và post controller. Rồi ok. Bạn check đi, kéo về check đi. Chờ xem có gì cần hỏi không? Search xong một hồi search. Đâu nhỉ? Con mẹ đi rồi. Sau một hồi search thì cộng đồng mạng trả lời là Eloquin không hỗ trợ cái việc xếp xuống cho những cái bảng mà có multiple primary key. Tức là trong một bảng, ví dụ bảng Slack này, bảng Slack của mình nhá. Đây. Bảng Slack design table. Nhìn nó có hai key không? Đó. Nó không hỗ trợ cái việc xếp xuống cho những cái bảng như này. Yeah. Đặc biệt là trong trường hợp insert thì được. Nhưng trong trường hợp update thì không được. Bởi vì thằng Eloquin mặc định nó là in cái câu lệnh update của nó, update table gì gì đấy là ở trong module nhá. Set giá trị này, sau đó là where, đúng không? Where nó lấy lại luôn cái where ID. Đó. Cho nên là nó không xếp được. Sao không cần, cần quá đi. Khóa để làm gì? Primary key dùng để làm gì? Duyệt, duyệt cái gì? Hả? Lấy ra đi con. Ai bảo thế? Đã gọi là khóa. Đúng rồi. Chính xác, nó là duy nhất. Nhưng mà cái entity
dài ấy, thì nó là lại nhiều lần. Thì sao? Thì sao? Thì tổ hợp của hai thằng này trong bảng này luôn luôn là duy nhất. Đúng rồi. Nếu để bất kỳ thằng nào ở trong này cũng không thể là duy nhất được. Để thằng Slug càng không thể là primary key được. Thế lúc xếp vào thì đã kiểm tra nó là duy nhất rồi. Thì cần thì để nó cho hai kia là quan chính. Mình tạo ra một cái ID riêng của mình. Lúc mình xếp vào ấy, mình đã làm dữ liệu là hai thằng đấy tổ hợp hai thằng đấy là duy nhất rồi. Thì mình xếp nó vào một cái ID. Thế có phải phải là tiến hành validate nó mày đâu? Thì thầy trong bài của thầy validate rồi. Trong bài của thầy validate rồi. Nhưng mà sau này nếu mà thằng nào không validate thì chết à? Đây một mình tôi làm thì ok. Nhưng mà sau này ví dụ thằng Đô nó vào nó làm thì chết à? Phải đảm bảo an toàn dữ liệu đấy chứ. Đúng không? Thực ra cách của trường cũng được. Nhưng mà cái đấy phải validate liên tục. Phải validate liên tục, mỗi lần xếp xuống hoặc là insert và là phải validate. Thế thì nó sẽ đỡ phải viết một cái hàm này. Đỡ phải viết cái hàm này. Đúng không? Không sao. Tùy mỗi người sẽ có cách làm riêng thôi, chứ không ai bắt buộc là phải làm cái cách nọ, bắt phải làm cái cách kia cả. Mọi người cứ xem đi, xem còn có cái phần nào không hiểu không? Hòa có thắc mắc gì không? Mày đang vẫn đang đẩy cốt lên server đúng không? Ờ, chúng ta nghỉ một lúc nha. Bây giờ làm hơi nhiều thứ đấy. Chúng ta còn đổ lại cái lấy ra nữa, lấy ra và đổ vào form nữa cơ. Nên cứ từ từ. Không hả? Vừa rồi là có secret ở đây là không có thường chứ không nhiều.
ghép lại. Thế được không? Được xem bằng lỗi không? Thấy không? Thấy chưa? Ơ, có gì được không? Nó cần này. Pick từng cái một. Cái gì? Tải gì? Giờ làm đi chứ gì nữa? Ừ. Chả nhẽ công nghĩ là chỉ có mỗi làm mỗi của nợ này mà mất nhiều thời gian thế á. Yên tâm là chúng ta còn khoảng hơn một tháng nữa, khoảng tháng rưỡi nữa. Sau khi học xong còn khoảng tháng rưỡi nữa để làm đề tài. Nhưng mà tốt nhất làm từ bây giờ đi, có gì không hiểu còn hỏi tôi. Chứ đến lúc đấy chưa chắc tôi đã có thời gian trả lời chúng ta thôi. Gì? Hoa gì? Làm đi. Bởi vì chúng ta đã mất công học rồi thì cố nốt thêm để lấy cái chứng chỉ bảo vệ mà lấy cái chứng chỉ. Chứng chỉ ở T3H giá trị phết đấy. Bởi vì các bạn ra trường làm, đi làm thì làm. Có nghĩa là nhiều bạn cũng viết chứng chỉ vào trong CV. Thì người ta, các công ty cũng nhìn nhận được là ở đây đào tạo tốt, đào tạo tương đối. Người ta cũng ấy, nhiều bạn vào F-shop lắm. Thế nói chung là có đào tạo mấy đào tạo chúng ta cũng cứ phải chăm cơ. Phải chăm cơ thì mới lên được. Chứ còn nếu mà cứ lười thì còn thua. Hôm vừa rồi tôi đi cái gì nhỉ? Chờ tí. Hôm giờ tôi đi cái của bên FPT, họ có một buổi nói chuyện, thì có học một bài cái hay về xe nó bạn, các bạn định hướng cho các bạn dân mình cũng hơn. Thì tôi làm hôm trước nói chuyện với cái lớp bên kia, cái này nó rất là đơn giản. Nó là cái này. Cái gì? Tôi thấy rất là hay và có thể áp dụng được cho cả cá nhân và tổ chức. Toàn cái vòng này, này khái niệm của Rai Đa Trạng thì cái vòng, mỗi cái vòng là một cái tâm và chúng ta đã chia ra mỗi một cái vòng này, mỗi cái đường này tính từ đây đến đây, tính từ tháp điểm đơn vị như nào thì các bạn có thể từ 1 đến 10, có thể từ 100. Thì mỗi một cái mốc này là một cái tiêu chí. Ví dụ như tiêu chí về thời gian học trong một ngày. Rồi đây là số điểm trung bình. Đây là lương. Đây là đẹp trai này, thì biết vào. Đây là chỉ số IQ chẳng hạn. Biết vừa là có bao nhiêu cái tiêu chí nó thích chúng ta biết không? Dùng đây là nhiều tiền, đây là có gấu, có nhiều gấu chứ, ví dụ thế, đây là sức khỏe, như thế. Sau đó chúng ta đánh giá trung thực nhé, mình tự làm cho mình đánh giá trung thực nhé. Ví dụ như thời gian học thì tôi bây giờ tôi học 3 tiếng này, học 1 tiếng này, tôi bây giờ không có thời gian học 1 tiếng này, số điểm trung bình của tôi là bằng này. 6 mấy, chả nhớ. Lương của tôi bằng này. Đẹp trai thì tôi nhận nó nhiều hơn. Rồi. Có nhiều tiền thôi, cũng gọi là nhiều tiền. Có rồi, bây giờ có vợ mặc mẹ xi măng rồi. Sức khỏe bây giờ yếu rồi. Đấy. Sau rồi bạn.
cái vùng trong này nó chính là cái vùng năng lực của bạn, nó chính là cái vùng năng lực của bạn. Các bạn sẽ tự nhìn thấy mình đang yếu cái gì. Nhưng bây giờ tôi đang không có thời gian để học đúng không? Tôi muốn lên được cao hơn nữa, tôi bắt buộc phải bởi vì cái phần này tôi không thay đổi được này. Đấy không? Những cái phần như này nhiều tiền hay không thì cái này mình cố gắng thôi. Nhưng ví dụ đẹp trai hơn thì không thể đẹp trai hơn được. Nhưng tôi không thể đẹp trai hơn được. Đánh giá của tôi đi nhá, tôi không thể đẹp trai hơn được. Thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chí là những cái tiêu chí đấy nó là bất di bất dịch, không thể thay đổi được nữa. Thì chúng ta nếu mà thấy nó yếu, ví dụ trong trường hợp của tôi chưa có hồng, chưa có võ, nó ở đây như này, đang trong quá trình tán tỉnh ở đây, thì cái này tôi không thể thay đổi ngay trong một ngày hai ngày. Thì tôi đành phải chấp nhận những cái điểm như thế này, nó là điểm yếu của tôi, không chấp nhận được và không thể thay đổi được. Còn những cái điểm như kiểu là sức khỏe này, tôi có thể bỏ thời gian như vậy để nâng nó lên. Về thời gian học tập, tôi có thể cố gắng sắp xếp thời gian để tôi nâng cao thời gian học lên thôi. Thì đây là những cái tiêu chí chúng ta có thể nâng lên được. Và sau khi vẽ ra cái này, các bạn sẽ mơ rồi gần như là hình dung được là mình đang cần cái gì. Và tại sao mình đang ở cái mức hiện tại, ví dụ mức thu nhập hiện tại, mức học hiện tại. Được vấn đề không? Thử đi, vẽ thử vẽ đấy của mình xong nhá. Đấy của mình xong nhá. Xong bắt đầu là tính điểm một thằng nào đấy các bạn muốn đạt đến cái mức của nó. Ví dụ tôi muốn đạt đến mức của ông Trương Gia Bình này, thì tôi sẽ tính điểm cho ông ấy, và tôi so sánh năng lực của bản thân tôi với cái ông này. Và những cái chỗ nào tôi không thể lên được nữa, tôi kiện này nó, tôi cố gắng phát triển những cái hướng khác ở trong cái biểu đồ này để tôi hơn cái thằng kia. Yeah. Thì đây nó là giúp chúng ta định hướng. Okay. Một bài học. Yeah. Vẽ thử vẽ đi. Ví dụ thằng Đô so với thằng Đức chẳng hạn, ông sẽ có những cái điểm nó có những cái điểm không bằng nó. Vậy những cái điểm mình không bằng nó mình có cải thiện được không? Và cái khoảng 1 tháng đến 2 tháng làm lại một cái biểu đồ như thế này, xem mình tăng tiến được thêm cái nào không? Chứ còn khi mà một con người mà cũng hoạt động kiểu không có định hướng, chúng ta thậm chí là thụt lùi mà không biết, hoặc là dậm chân tại chỗ mà không biết. Thật, thử làm xem. Đây là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai này, tôi vừa điện thoại. Không tin tập, để đâu vấn đề không? Sắp tin rồi. Đây là mục đích của tôi nhé. Mục đích của tôi nói là như này. Tôi có setting. Tôi có cái recording. Nhìn chẳng. Là như thế. Cái số cứ coi như là một cái điện thoại chúng ta một cục pin là dùng trong một ngày. Thì cái số phần trăm dùng ạ tương đương với số phần trăm thời gian một ngày chúng ta dùng. Chúng ta bỏ ra được rồi. Đúng không? Như tôi ở đây, tôi một ngày dùng khoảng 37% dành cho Facebook, 24% dành cho YouTube, 19% dành cho Safari, Messenger 9%, Gmail 2%, Skype 1%, và các ứng dụng đa dạng của mình. Đây là lý do vì sao lương của tôi hiện tại.
Sao các bạn nào dùng trên 50% dành cho các ứng dụng tài chính tuổi đi hay 50 đi nói cũng vẫn 47% mấy buổi chiều em vừa vào xong vận động mấy phút rồi ngủ rồi tự xem khi nào sẽ có bỏ học thì nó chắc chắn được đấy, nó sẽ có thống kê về cái này. Em có cái gì chỉ để tôi nhận chậm. Ai không dùng cũng dùng điện thoại. Nhận được có cái gì? Đang làm việc sao này? Ai làm dùng? Chị nhận được cái lúc này. Ai dùng điện thoại? Đó. Cho nên là chúng ta có rất là nhiều cách, nếu mà thích chúng ta hoàn toàn để monitor được cái thời gian mình sử dụng một ngày là gì, cố gắng tiết chế. Bài học là gì? Bài học là một ngày ạ. Ngoài cái việc học việc làm là cố gắng về của bố dạy 3 phút các bạn bỏ thời gian các bạn học bất kỳ một cái gì đấy, ví dụ như học cách làm việc này, rồi học cách đánh cá này, học một quyển sách đi tin nha. Các bạn phải học của đơn của người đi, chứ không phải là học chuyện hay là cái gì đấy đi xem sách mà nghe đến không được người gì cả có cái bao nhiêu thì một ngày cố gắng dành ra cho bản thân mình được kiến thức một kia để học thêm nhiều. Ví dụ như hôm nay tôi ngồi với học cả buổi sáng ấy, tôi ngồi với học về thông tin đa hàng sau đấy học hóa tôi làm một phát đến buổi sáng là đến là còn hôm nay sẽ sử dụng hết và chuẩn bị hoàn toàn có thể làm những bước dạy về hàng loạt gì ạ. Tất nhiên tôi phải được tập nữa, không phải là học xong là xong. Thì đấy, những cái thứ học rồi nó sẽ là một cái tiền đúng không ạ? Còn những cái thứ chơi ấy, các bạn chỉ có tiền thôi. Đâu được còn nào từ FIFA Online đấy. Đấy. Được những 1 triệu bạc đổ vào đấy bao thời gian à? Rồi ok. Xong đi nhỉ, có ai thắc mắc gì nữa không? Gì đấy? Rồi, tôm, gà. Thôi về thôi, nhanh nhanh con đi về, ăn tôm. Cái đoạn xếp slack này còn có gì thắc mắc không? Luồng nhá. Luồng từ cái form nhá. Rồi. Từ cái form này, bây giờ chúng ta có thể add new hoặc update này, như con rơi vào cái update, được chưa? Thì tiếp theo chúng ta phải generate cái Slack. Generate ra là dễ rõ rồi đúng không? Dùng jQuery gửi request lên, lấy về một cái string, tương vào đây, xong phim, được chưa? Tiếp theo này, save cái này xuống, save toàn bộ thông tin từ cái form này xuống. Thì bây giờ nó đi đâu? Đầu tiên nó vào đâu ở đâu? Save cái form xuống nó vào đâu trước? Gửi dữ liệu chỗ nào là chỗ bắt đầu tiên? Vào đâu? MVC bắt đầu từ cái gì? Root, đúng không? Là vào root trước. Bao giờ cũng thế, cứ lần nó đúng cái vòng đấy. Vào root trước thì vào đây đúng không? Vào post save, vào app controller save đúng không? Rồi ok, vào post controller save. Đây là hàm này. Nhưng mà trước khi vào hàm này nó phải thông qua một thằng là post form request, đúng không? Thông qua thằng này trước. Thì bây giờ mình mở cái này ra, mình kiểm tra title này, require này, root này, slug này, tất cả các thứ. Nếu mà không pass được qua thằng này thì bỏ qua, lại trả lại cái màn hình kia với cái message, đúng chưa? Rồi nếu mà pass qua rồi thì làm sao? Cái đoạn này không cần nhắc lại nữa nhá. Đoạn đến model save này không cần nhắc lại nữa nhá. Giờ save xuống bình thường. Tiếp theo mình có cái slug 2.2.saveSlug thì cái hàm saveSlug này là hàm gì? Đô. Hàm saveSlug này là hàm dạng gì? Cái gì đi với 2.2. Như hàm bình thường là đi như này đúng không? Là mũi tên trỏ đến, đúng rồi. Hàm đi với 2.2 là hàm static. Truyền vào những tham số là model, entity type,
Ở đây model chúng mình là post đúng không? Thì entity size của nó bằng 1 hay bằng 2 gì đấy tôi không nhớ lắm. Tiếp theo là cái model ID có không? Trong trường hợp insert thì chúng ta có model new post, lúc này là chưa có model ID. Nhưng mà sau khi save xong thì model tự động sẽ có giá trị ID. Xong. Trong trường hợp update thì quá rõ rồi. Khi mà tìm ra mình đã phải tìm ra được cái ID rồi. Không tính. Được chưa? Tiếp theo là request trỏ đến input slug. Nó chính là cái generate sinh ra lúc nãy. Đúng không? Chính là cái lúc nãy sinh ra. Thì bây giờ chạy vào trong cái hàm này. Hàm này nằm ở đâu? Slug model. Mình mở ra. Đây slug model truyền vào 3 tham số. Tham số đầu tiên entity type, entity ID, slug. Thì mình sẽ thực hiện cái việc là lấy ra cái slug model hoặc slug object. Nó bằng câu lệnh là select sound from slug where entity type bằng giá trị này, entity ID bằng giá trị này, lấy ra giá trị đầu tiên. Nếu thực hiện try này, tức là thử, nếu mà tìm được đối tượng ở trong cái bảng slug dựa vào hai thông số này thì tôi sẽ thực hiện, nếu không tìm được thì tôi thực hiện cái db table slug, tức là tương tác với bảng slug, thực hiện hàm insert. Được chưa? Thực hiện hàm insert, insert các giá trị là entity type bằng entity type truyền vào, tức là post. Entity ID bằng entity ID truyền vào, tức là bằng cái giá trị ID của model. Tiếp theo là cái slug URL, nó sẽ bằng cái input request slug, đúng không? Tương tự như vậy với cái trường hợp có tồn tại cái slug object thì là sẽ thực hiện tương tác với bảng slug, thực hiện hàm update với entity type bằng entity type truyền vào và entity ID bằng entity ID truyền vào, update cái cột slug bằng cái biến slug truyền vào. Sau đó thực hiện xong hai cái này là tự động nó save luôn. Sau đó return the true. Còn trong trường hợp chạy cái này có vấn đề gì xảy ra, nó sẽ log lại lỗi và tiến hành return ra false. Sau đó thực hiện xong cái này thì sao? Chúng ta không gắn nó với cái gì cả. Kệ thôi, chạy xong là chuyển xuống return redirect sang root post list. Được chưa? Xong phim. Đây là toàn bộ logic của nó. Nó là một lập trình, là gì? Lập trình nó đơn giản là một liên hoàn các cái câu lệnh thực hiện một cái nhiệm vụ nào đấy để tương tác với cơ sở dữ liệu, biến đổi data, vậy thôi. Nó không có cái gì gọi là cao siêu. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiếp tục update tiếp về cái trường hợp chúng ta tiến hành là update hoặc là insert, thì chúng ta có hàm là hàm create đúng không? Hàm create đúng không? Thì cái hàm trong cái quá trình create đã có slug chưa? Đã có slug khi mà create chưa? Làm gì có? Đúng không? Làm gì có? Thế vậy chúng ta phải làm gì? Tạo ra một cái biến slug bằng rỗng và truyền cái biến slug này ra ngoài chứ còn sao nữa. Truyền ra ngoài xong. Được chưa? Trong trường hợp update thì làm nào? Update thì chắc chắn là có model rồi, đúng không? Thế vậy chúng ta có cái gì? Lại có slug object obj bằng slug 2.2. Where cái cột là entity type bằng giá trị của model trỏ đến model 2.2 entity type where tiếp với cái entity ID bằng giá trị của model trỏ đến ID và lấy ra first. Thì bây giờ mình sẽ có cái biến slug bằng, nếu mà slug object bằng null, hình như cái này có first or fail sao? Có không nhỉ? Hình như trong này có first or fail đúng không? Đây này, first or fail.
đây là first or fail. Cái này bằng bằng phone. Nếu mà bằng phone thì cái biến slug bằng cái string rỗng. Còn nếu mà khác phone thì nó sẽ bằng cái slug object trở đến đi slug và truyền tiếp cái biến slug này ra ngoài. Xong, bây giờ ở ngoài cái form, ở ngoài form này chúng ta đang sử dụng cái model trở đến title đúng không, để cho làm cái slug thì chúng ta phải sửa nó lại, chuyển nó thành cái biến slug. Xong, bây giờ test refresh. Ôi giời ơi, post controller dòng 82 mẹ gì đấy. Slug where này, entity type này, entity ID này, model cho đến ID này, first or fail, pass error là cái mẹ gì? Đúng rồi mà. I chấm where này, entity type bằng model cho đến entity type where entity id bằng model cho đến id cho đến first or fail. Đúng rồi gì? Nhỉ? Đố không biết tôi xài đâu ấy. Đố không biết tôi xài đâu ấy. Tôi không biết tôi xài đâu luôn. Này. Đây là biến entity type. Đúng rồi. Đúng rồi. Model chọn đến ID. Chả nhẽ sai. Điên. Ơ sai thật này. Ô. Ô hay chưa. Pass error. Lỗi gì nhỉ? Sao không vào đấy? Ờ, hay thật. Slug đúng rồi. Slug timestamp phone table bằng slug slug extend model db. Sai gì nhỉ? Thú vị chơi.
Post controller dòng 83 lỗi Illuminate. Web server document này, post controller dòng 83 stack. Thú vị thật. Đoạn này lỗi. Đúng rồi, quá rồi. Vậy thì biến slot bằng slot object. Nếu mà bằng fail thì giống else slot object chọn biến slot. Đã bỏ sai đi. Nhá, đã đặt văn đồ này. Đây cái giá trị nằm trong DB này. Yeah. Tôi cancel nó đi, tôi về tạo mới. Add new thì tất nhiên là nó bằng rỗng rồi. Tạo mới thử nhá. Để generate the slug. Yeah. Update giá trị slug. Thế chứ nhỉ? Đấy là chúng ta sinh ra được cái URL. Bây giờ làm sao để chúng ta tiến hành lấy được ra cái nội dung của thằng này? Còn ai thắc mắc gì không? Đây tôi sẽ để lại code nhá. Đây. Cái đoạn pop, đoạn insert thì dễ rồi. Insert thì slug bằng rỗng này. Truyền cái biến slug ra ngoài này. Tiếp theo là cái update thì có slug object bằng slug where này. Gì đấy, where các điều kiện với entity ID và entity và model ID. Sau đó lấy ra slug, nếu mà trong trường hợp slug object bằng phone tức là không có giá trị thì chúng ta sẽ gán cho nó bằng null, bằng string rỗng giống như ở insert. Trong trường hợp mà slug đã có ra slug object có tồn tại thì chúng ta gán cho cái giá trị của biến slug bằng cái biến slug object trỏ đến slug. Này nó rơi trường hợp nào? Này rơi trường hợp này này. Ví dụ những cái thằng ở dưới này là nó chưa có slug thì chúng ta phải đây này. No query result for model app model slug. Đấy, chết dở ngay. Tôi sẽ dd phát ra xem. Dd ra xem mới biết được là nó có vấn đề gì. No query result. Null. Ở đây sẽ là có cái post slug chính trị các thứ nhá. Thì đây tôi đẩy code lên nhá. Rồi bây giờ đến phần việc của các bạn này. Đến phần việc của các bạn này. Chúng ta có đang quản lý về category và post. Tôi đã giúp các bạn làm cái slug của thằng post rồi. Bây giờ phần việc của các bạn sẽ là giúp tôi làm cái slug
của thằng category. Được chưa? Thực ra vẫn chưa hoàn thiện đâu nha. Chúng ta còn cái hàm destroy này nữa này. Chúng ta có hàm destroy này nữa này. Được chưa? Thì phải làm nào? Destroy này thì tôi cũng có slot option như này. Khi mà xóa thằng cha này, đâu có hàm destroy đâu nhỉ? Cái hàm destroy này. Nếu mà có tồn tại model này thì hoặc là chúng ta ở dưới này cũng được, slot object bằng entity, bằng model entity các thứ. Nếu mà if slot object, nếu mà có slot object thì tiến hành lại db à, hai chấm query user delete này. Rồi. Slug where lại hai cái này cho đến delete, chứ chúng ta không delete bằng cách bình thường đâu nhá. Không delete được bằng cách bình thường đâu bởi vì chúng ta không có ID. Thế cho nên là chúng ta cần phải slug thêm một thằng nữa, thêm một hàm nữa, static function ở đây nữa. Public static function remove slug. Lại nhận vào đây hai các cái tham số là entity type, entity ID. Vậy thôi. Thì ở trong này chúng ta sẽ thực hiện cái việc remove cho nó bằng việc là làm cái việc này. Table slug này, entity ID bằng entity type bằng cái thằng này. Entity ID này. Thực hiện delete thì chúng ta sẽ gọi cái hàm slug 2.2. remove slug truyền vào đây là model entity type và model entity ID, model trỏ đến ID. Đấy, xóa nó đi, dùng cái này. Cái thằng đặc biệt thì có cách đặc biệt để xử lý. Xếp xuống. Vì sao phải xóa? Bởi vì mỗi cái slug ấy, nếu mà chúng ta không xóa thì nó sẽ còn lại đấy mãi mãi. Những cái URL, ví dụ như URL đặc biệt là danh mục chẳng hạn. Đúng không? Danh mục thì nó có thể thao này, thì thường thường người ta để là thể gạch ngang thao thôi, chứ không ai để thêm cái đoạn text ở phía sau làm gì cả. Đúng không? Nếu mà các bạn không xóa đi thì từ sau trở đi các bạn không bao giờ có cái URL là thể thao trong hệ thống nữa. Nếu mà không xóa. Được chưa? Thì cái đấy là cái rất là rõ. Cho nên là chúng ta cần phải viết hàm xóa. Rồi bây giờ các bạn sẽ giúp mình làm cái slug cho thằng category. Nhá. Bởi vì sao? Bởi vì cái giao diện cho cái danh mục nó sẽ khác cái giao diện cho thằng bài viết. Bởi vì sao? Khi mà người ta kích vào một cái danh mục, mình sẽ hiển thị ra làm gì? Một danh sách các bài viết. Còn khi kích vào một bài viết thì nó sẽ ra cái chi tiết của bài viết đấy. Được chưa? Nên là các bạn phải làm được cho tôi cái phần slug cho thằng category luôn và ngay. Tôi sẽ đẩy code lên. Ai cần giúp đỡ gì thì ơi. Rồi, lên rồi. Làm đi. Tôi sẽ tiến hành comment. Đó là comment hết rồi đây.
nhiều bút quá, nhiều bút quá, nhiều đấy. Nên là cứ phải từ ngày đến ngày đến ngày lại đi cái này, phải đâu, làm đi đâu à? Trường nó hoàn toàn không được học đâu. Hôm nay nó không liên quan gì đến TP. Nhưng mà cái này được học là cái không liên quan gì đến TP. Nó liên quan đến cách chúng ta xử lý cái vấn đề về khu vực lò như thế nào. Không liên quan đến TP. Có những khi không thể hết toàn bộ để sử dụng dịch xuống dưới tầm giá tầm lên để so với gì. Còn không phải là cái công ty nào có sử dụng để tôi nghĩ được tốt như thế nào. Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Tạm sàn ALT tab đấy bỏ ra rồi chắc chắn là mình đã xong đi quần là chỉ có bằng đấy cho con trên những chỗ nào đến chỗ kia là được chỗ cần thiết thì đặt đi bước vào xong được rồi. Xong cái rồi đến 9 giờ xong rồi.
quay lên tổ pin.